Thưa quý vị, trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải vào ngày hôm qua, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông dừng việc cấp phép các dự án nạo vét luồng sông và giao việc này cho địa phương. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, trên các tuyến sông hiện nay, nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc nạo vét lòng sông để khai thác cát. Tình trạng này diễn ra không chỉ ở tỉnh Bắc Ninh mà còn ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình. Do đó, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông dừng cấp phép các dự án nạo vét luồng sông do việc này cho địa phương. Theo cục đường thủy nội địa, từ năm 2008 đến năm 2015, Bộ Giao thông đã cấp phép 66 dự án nạo vét sông, do triển khai chậm nên đã chấm dứt 42 dự án, hiện còn 14 dự án và sẽ kết thúc trong năm 2017. Trong 14 dự án đang thi công có 9 dự án bất cập nên cơ quan quản lý đã ký văn bản chấm dứt hợp đồng. Ngoài dự án nạo vét do Bộ Giao thông cấp, còn có 600 mỏ cát trên tuyến sông thuộc quản lý của các địa phương. Công tác cấp phép quản lý ra vào các mỏ cát này không chặt chẽ cũng dẫn đến tình trạng phức tạp. Trước đó tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Thủ tướng Bộ trưởng Giao thông đề nghị tạm dừng dự án khai thác cát, nạo vét luồng lạch tận thu sản phẩm trên tuyến sông cầu. Tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và cuộc điều tra cán bộ chuyên môn, lãnh đạo tỉnh bị đe dọa về liên quan đến việc dừng dự án trên. Vụ việc được Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương làm rõ, báo cáo kết quả trong tháng 3.